Pháp đề xuất thành lập 10 siêu tập đoàn công nghệ châu Âu. Bước khởi đầu đáng ghi nhận của cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. Miền Tây nước Mỹ trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục. Thưa quý vị, chốt phiên giao dịch ngày 16 tháng 6, giá dầu Brent Biển Bắc tăng ở mức 74,39 đô la Mỹ một thùng, chạm mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2019. Đây cũng là ngày thứ 5 liên tiếp giá dầu tăng kỷ lục trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang phải huy động nhiều dầu từ các kho dự trữ để đáp ứng nhu cầu phục hồi. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng tăng lên 72,15 đô la Mỹ một thùng, mức tăng cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Dự trữ dầu thô tại Mỹ đã giảm 7,4 triệu thùng trong tuần qua, trong khi công suất lọc dầu tại các nhà máy tăng lên 92,6%. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu trên toàn thế giới đã cải thiện. Dự kiến giá dầu sẽ duy trì trên 70 đô la Mỹ một thùng và nhu cầu sẽ phục hồi như mức trước đại dịch vào nửa cuối năm sau. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Liên minh châu Âu-EU thành lập 10 siêu tập đoàn công nghệ với mỗi công ty có giá trị vốn hóa 100 tỷ euro vào năm 2030 nhằm cạnh tranh với các đối thủ Mỹ đang thống trị lĩnh vực này. Đề xuất này là một phần trong sáng kiến toàn châu Âu của Pháp nhằm tăng nguồn vốn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ trở thành những tập đoàn lớn hơn, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và nhân viên cao cấp. Kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2017, thì ông Macron đã thúc đẩy nhiều chương trình như cải cách luật lao động để biến Pháp thành quốc gia khởi nghiệp và hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như nỗ lực tạo ra những doanh nghiệp kỳ lân, tức là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa ít nhất 1 tỷ đô la. Australia đang xem xét lại hơn 6.000 thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học trong nước với nước ngoài để bảo đảm là các thỏa thuận này phù hợp với lợi ích quốc gia. Riêng nhóm 8 trường đại học lớn nhất ở Australia đã nộp hơn 4.000 thỏa thuận để Bộ Ngoại giao và Thương mại nước này rà soát, trong đó có việc các thỏa thuận về thành lập Viện Khổng Tử với Trung Quốc. Ngoài ra, bộ này cũng nhận được hơn 2.000 thỏa thuận từ 30 cơ sở giáo dục đại học khác trước thời hạn chót vào ngày 18 tháng 6 tới. Trong đó, thì Ngoại trưởng Australia Maurice Bay có quyền quyết định hủy bất cứ thỏa thuận nào không phù hợp hay trái với lợi ích quốc gia. Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã kết thúc sau hơn 3 giờ hội đàm tại Thụy Sĩ với một số kết quả tích cực. Đáng chú ý, lãnh đạo hai nước đã ra tuyên bố chung về ổn định chiến lược, được dư luận đánh giá là một diễn biến khá bất ngờ và là bước khởi đầu đáng ghi nhận cho tiến trình phá băng trong mối quan hệ song phương. Cộng đồng quốc tế có nhiều lý do để không kỳ vọng quá lớn vào kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Trước đó, hai bên thừa nhận mối quan hệ này trong tình trạng xấu không thể chấp nhận được. Kết quả cuộc gặp lần này có phần nằm ngoài dự đoán, nhưng thực ra lại rất phù hợp với những nỗ lực cũng như lợi ích chung của các bên. Cuộc gặp không mang lại nhiều kỳ vọng, những vấn đề không mang tính cam kết hay ràng buộc được hai bên ưu tiên thảo luận. Tuy nhiên, hai bên đều tỏ rõ thiện chí đối thoại. Đáng chú ý, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã đạt được nhất trí trong ba vấn đề quan trọng. Thứ nhất, hai nước sẽ sớm khởi động đối thoại toàn diện về ổn định chiến lược, thông qua đó tạo ra nền tảng cho việc kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Thứ hai, về đối ngoại, hai bên nhất trí cử đại sứ của mình quay lại làm nhiệm vụ tại nước kia, cũng như khởi động tham vấn giữa hai bộ ngoại giao. Sự trở lại của các đại sứ là bước quan trọng để giúp bình thường hóa hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước vốn bị đình trệ thời gian gần đây sau khi Mỹ và Nga có những động thái trừng phạt đáp trả lẫn nhau, kể cả việc trục xuất các nhà ngoại giao. Thứ ba, về vấn đề an ninh mạng, hai bên sẽ tiến hành tham vấn cụ thể. Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin đã công bố một chương trình toàn diện khôi phục sự hợp tác Mỹ-Nga trong lĩnh vực an ninh mạng, và Moscow rất chờ đợi một phản ứng tích cực từ phía Washington. Theo tôi, đây là cách đối thoại khá cởi mở, thẳng thắn, có nguyên tắc và hai bên không tìm cách gây áp lực cho nhau. Theo tôi, cả hai bên đều thể hiện mong muốn hiểu nhau. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Biden cho biết, những tháng sắp tới sẽ là một bài kiểm tra về việc liệu cuộc thảo luận giữa hai tổng thống tại Geneva có thể đưa Mỹ và Nga đến gần hơn với sự cải thiện quan hệ hay không. Trong cuộc gặp, hai tổng thống cũng đã nêu rõ những giới hạn không thể chấp nhận được bằng bất cứ giá nào. Đối với phía Nga, đó là NATO kết nạp Ukraine hoặc Mỹ triển khai tên lửa trên lãnh thổ Ukraine.
Về phía Mỹ, đó là việc mạng máy tính Mỹ tiếp tục bị tấn công. Sẽ không có một sự thay đổi cơ bản nào trong mối quan hệ luôn căng thẳng giữa Nga và Mỹ chỉ bằng một cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva. Tuy nhiên, việc đảm bảo các kênh đối thoại cấp cao hiệu quả sẽ giúp quan hệ Nga-Mỹ không bị chệch hướng. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Công ty dịch vụ kỹ thuật Na Uy DNV vừa công bố báo cáo sơ bộ về nguyên nhân sập đường sắt trên cao xảy ra vào ngày 3 tháng 5 tại thủ đô Mexico City, khiến 26 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Kết quả điều tra cho biết, nguyên nhân chính khiến cầu đường sắt bị sập bắt nguồn từ những sai sót trong thiết kế kết cấu công trình. Theo chuyên gia, cây cầu có chất lượng mối hàn kém, thiếu các bu lông liên kết và sử dụng nhiều loại bê tông khác nhau. Ngoài ra, các chuyên gia cũng phát hiện các phần dầm cầu bị biến dạng và gãy sập. Hiện các công tố viên Mexico vẫn tiếp tục điều tra vụ tai nạn sập cầu này. Theo báo cáo bảo vệ người tiêu dùng kỹ thuật số năm 2020 của Văn phòng Liên bang về An ninh Thông tin BSI của Đức, các ứng dụng hỗ trợ y tế tại nước này hiện tồn tại nhiều lỗi bảo mật. BSI đã tiến hành phân tích 7 ứng dụng y tế trên điện thoại thông minh và kết quả cho thấy không có ứng dụng nào đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo mật. Theo hướng dẫn của BSI, đối với ứng dụng y tế, ngay cả ứng dụng cảnh báo COVID-19 được chính phủ hỗ trợ chính thức cũng gặp phải các lỗi bảo mật. Trước đó, một nhóm hacker của Đức tiết lộ rằng có thể truy cập dữ liệu liên lạc của 4,8 triệu người. Facebook cho biết đã phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo AI có thể phục hồi những hình ảnh đã chỉnh sửa bằng công nghệ Deepfake, một công nghệ chuyên tạo ra những nội dung giả mạo về hình ảnh, video, thậm chí là âm thanh. Phần mềm này của Facebook có thể xác định nguồn gốc của những hình ảnh làm giả bằng cách truy vết dựa trên việc tìm kiếm và phát hiện những điểm chưa hoàn hảo của những bức ảnh hoặc đoạn clip giả mạo. Facebook hy vọng công trình này sẽ giúp điều tra những vụ việc làm giả thông tin cũng như mở ra hướng nghiên cứu mới trong tương lai. Nghiên cứu tại các bệnh viện ở Anh cho biết, liệu pháp kháng thể đơn dòng mới có tên Regencovi đã cứu sống nhiều bệnh nhân không thể tự tạo ra kháng thể chống COVID-19. Loại thuốc này đã giúp nâng cao tỷ lệ sống sót của 1/3 bệnh nhân tham gia cuộc nghiên cứu. Regencovi giúp bệnh nhân giảm thời gian nằm viện trung bình từ 17 xuống 13 ngày. Ngoài ra, số lượng bệnh nhân sống sót khi sử dụng Regencovi cũng cao hơn 20% so với nhóm được điều trị bằng các loại thuốc chữa bệnh COVID-19 phổ biến khác. Đợt nắng nóng kinh hoàng đang xảy ra ở hầu hết khu vực miền Tây nước Mỹ, dù đã bước sang ngày thứ ba, với nền nhiệt ghi nhận ở mức cao kỷ lục. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã phải đưa ra những cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe cũng như tình trạng quá tải lưới điện. Ngày 16 tháng 6, mức nhiệt được ghi nhận tại thung lũng chết ở bang California là 54 độ C. Chuyên gia dự báo thung lũng chết có thể sớm phá kỷ lục được ghi nhận vào năm 1913 của chính mình là 56,7 độ C, mức nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Trong khi đó, thành phố Salt Lake của bang Utah, thành phố Phoenix của bang Arizona và thành phố Needles của bang California cũng ghi nhận nhiệt độ lần lượt là 42 độ, 46,1 độ C và 49,4 độ C. Đây là các mức nhiệt cao nhất được ghi nhận ở Mỹ kể từ năm 1894. Khắp khu vực miền Tây nước Mỹ đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài. Dự báo nền nhiệt ở khu vực từ sa mạc phía Tây Nam kéo dài đến bang California sẽ tiếp tục tăng cho tới cuối tuần này. Thời tiết đang cực kỳ nóng bức. Chúng tôi không có đủ nước cho bò ăn uống. Giai đoạn khó khăn với chúng tôi đang đến gần. Tình trạng nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng đến khoảng 40 đến 50 triệu người sinh sống tại khu vực Tây Nam nước Mỹ. Người dân tăng cường sử dụng máy điều hòa nhiệt độ và quạt khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi nguồn điện khai thác từ thủy điện giảm do các dòng sông trở nên khô cạn. Các nhà khai thác mạng lưới điện ở Texas và California, các bang đông dân nhất của Mỹ, đã phải kêu gọi mọi người sử dụng điện tiết kiệm. Nhiệt độ cao cũng gây khô hạn thảm thực vật, góp phần gây ra các vụ cháy rừng. Cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ xảy ra hỏa hoạn tại các bang Arizona, California, Nevada và Utah trong bối cảnh các đám cháy rừng lớn đã bùng phát ở các bang Colorado và Arizona. Nhiệt độ được ghi nhận ở mức rất cao, cùng với những đợt hạn hán nghiêm trọng, tất cả ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân khi các nguồn cung về năng lượng và nước đều thiếu hụt nghiêm trọng.
Khoảng 89% khu vực miền Tây nước Mỹ đang chứng kiến đợt hạn hán, với hơn 1/2 vụ được báo cáo trong tình trạng cực đoan và bất thường. Khu vực này cũng được cảnh báo sắp chuẩn bị cho đợt hạn hán nghiêm trọng nhất lịch sử. Các nhà khí tượng học cho hay, đợt nắng nóng bất thường vào cuối mùa xuân là do áp suất cao hình thành trên các sa mạc phía Tây Nam. Chuyên gia cho rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ khiến các tình trạng bất thường như vậy xảy ra nhiều hơn.